Yeah. Chỉ có cách anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước, và anh cứ bên em là bao vây dòng ngoài. Vậy thì tại sao không dừng lại? Khó vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tuôn chẳng như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái ý mình, xa em là anh quyết định. Chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, ngoan cố giấu bao giây vò. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời em, là anh thấy tâm can rối bời. Mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Ok, đó là những gì mình muốn nói ngày hôm nay. Ok, và sau đây là xin chào các bạn đã đến với các video hướng dẫn tiếp theo. Và hôm nay mình sẽ có một cái chủ đề khá hay, và rất là nhiều những bạn đã comment lên trên kênh YouTube của mình và hỏi, đó là thầy ơi, hãy hướng dẫn làm sao hát được cái bài Mơ Hồ đi. Ok, hát bài Mơ Hồ, tại vì đây là một bài rất là khó, đúng không? Thì thường là mình sẽ cũng thấy là nó bị hỏi han rất là nhiều. Trước tiên ha, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và chỉ cho các bạn một số những cái mẹo để có thể hát được ca khúc Mơ Hồ của Bùi Anh Tuấn. Một ca khúc rất là cao và rất là khó. Nếu ai có muốn có một cái ý chí rất là mạnh mẽ, mãnh liệt là phải hát cho bằng được cái bài này với cái độ cao đó, thì các bạn là một người có rất là có nghị lực đấy, quyết tâm đấy. Bây giờ mình sẽ support cho các bạn thêm một số những cái chiêu trò nữa, những cái kỹ thuật nữa để các bạn có thể đạt được mục tiêu của mình ha, một cái quyết tâm của mình. Ok, và trước khi vậy thì anh thấy hay thì nhớ cho một like nhé, một like, một chia sẻ. Rồi, ca khúc Mơ Hồ. Bài này là Tông là lúc đầu là pha thăng thứ đúng không? Đây, ca khúc Mơ Hồ. Nhiều người rất là có đặt câu hỏi cho mình về cái bài này. Và rồi, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể hát được ca khúc Mơ Hồ này thì chúng ta cần có 3 chúng ta phải có 3 yếu tố cần và đủ đó để có thể hát được ca khúc Mơ Hồ. Yếu tố đầu tiên là yếu tố hơi thở là phải đầy đủ, phải đủ đầy, đúng không? Và thứ hơi thở là phải luôn luôn được đầy đủ, đủ hơi. Thì hát mà hết hơi thì câu chuyện nó sẽ xảy ra rất là thê thảm. Là các bạn sẽ không đạt được những cái nốt nhạc, hoặc là những cái âm thanh, hay là những cái điều bạn mong muốn, hơi thở, cái sức bật của hơi thở nữa ha. Thì tập luyện để có cái lực đẩy của hơi thở nó tốt, phải tập luyện hơi thường xuyên. Cái yếu tố thứ hai đó là sử dụng kỹ thuật head voice. Head voice thì mình có chia sẻ cho các bạn biết rồi đó. Head voice là giọng đầu, giọng ốc đó, trong cái bài mà mid voice, giọng pha mình có chia sẻ trước đó. Thì giọng đầu các bạn phải có giọng ốc, để khi giọng ốc là một cái loại giọng mà để xử lý được những cái nốt cao rất là tốt. Còn cái bài này thì đúng không, các bạn thấy là phần lớn luôn các nốt nhạc nó treo liên tục ở những nốt cao, nên sử dụng head voice là một kỹ thuật điều kiện cực kỳ quan trọng để các bạn có thể hát được bài hát này. Và cái thứ ba đó là giọng mid voice. Mid voice là giọng pha đó. Để hát được cái bài này nó chắc chắn, nó ổn định, khi mà bạn lên những cái nốt cao thì thật là cao, thì âm thanh của bạn sẽ thanh thoát hơn, sẽ hay hơn, sẽ chắc chắn hơn. Đây là cái giọng mid voice, là một cái giọng là dùng để chinh phục những cái nốt, cái khúc mà lên tông á,
cái khúc mà lên tông và đoạn sau đó, đó cái đó là phải cực kỳ giữ mid phôi thật là chắc, không thôi là rớt phần lớn các bạn rụng ở chỗ đó. Thấy không? Đầu tiên là phải hơi thở và cái sức của cái hơi, cái lực hơi là phải luôn luôn đầy và đủ, đủ và đầy. Hai là head voice, kỹ thuật head voice. Thứ ba là giọng mid phôi. Ok. Để mà hát bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một lần ha, rồi mình sẽ demo cho các bạn biết, rồi các bạn cứ thế mà các bạn tập luyện theo. À. Rồi mình sẽ tự demo đoạn đầu ha. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng cò gió bớt bao nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi. Một ngày đông nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi nhẹ nhàng gom lấy chua đít bóng đêm, tìm phút âm êm. Một ngày đông đến tìm ai. Rồi ok, thì cái bài này, khúc này nó chỉ tới đó thôi, nó không có gì khó khăn cả. Thì các bạn cố gắng làm sao mà các bạn hát làm sao các bạn khẩu hình của bạn mở một ngày đông đến tìm ai, luôn luôn mở cái khẩu hình, cái khoảng vang bên trong của cái hàm mình á, rồi sau đó mình sử dụng một chút gì đó là mình mở cái head voice phía sau ha. Mình có sử dụng cái kỹ thuật head voice hai, một ngày đông đến, hát đưa cái làn hơi ra phía sau nhiều một chút để cho nó mở được cái khoảng vang của head voice với lại cái chest voice mình, nó làm việc nó cách mà thoải mái nhất ha. Đó, để nó đặt được cái tình cảm. Rồi rồi nhẹ nhàng gom lấy chua đít bóng đêm, tìm phút âm êm. Thì khi mà bạn đặt cái nút thấp thì mở cái khoảng trong nó cũng rất là có lợi. Tìm phút âm êm. Và cái quan trọng nhất là khi mình mở như vậy, giọng mình nó sẽ nhẹ lại và nó tạo nên cái cảm xúc cho cái giọng hát mình rất là nhiều. Một ngày đông đến tìm ai. Các bạn mình đang mở không? Tìm ai. Nhưng mà phải rõ lời nữa nha. Chứ phải tìm ơi nha. Tìm ơi. Tìm ai. Chữ ai đàng hoàng nhưng mà nó phải mở để cho nó chữ nó tròn hơn. Rồi khi mà hát lên nốt cao nè, mình sẽ demo cho các bạn chút xíu. Lên nốt cao là bắt đầu vô điệp khúc nè. Có vấn đề các bạn không? Chợt về giữa sương mơ, lấy hoài anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sợ ai biết, cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tan, hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần. Khi ai lang thang một mình bơ vơ tìm nơi nhớ mơ. Đó, thì khi mà để hát được cái khúc này là khúc lên, khúc điệp khúc chứ chưa phải gọi là lên tông nữa. Khúc này là khúc khó. Là rất là cao ha, cái nốt của mình lên tới C. Mình nhớ là mình đo là nốt C đó. C thì dành cho các bạn tenor rất là cao nhưng mà nó phải treo liên tục như vậy. Thì rất là khó để có thể hát được cái nốt C này, là giọng Bùi Tuấn, Bằng Kiều hay là Trung Quân thì có thể treo được nốt này liên tục. Chứ còn có giọng của các ca sĩ ngoài Hà Nội như là anh chị, các anh bên M4U, nhạc sĩ Minh Vương này, đó là những cái giọng nam mà có thể treo được rất là tốt ở những cái nốt cao, nốt C này. Rồi thì nó cũng không quá khó đâu, nhưng mà mình phải nắm được, thứ nhất là head voice phải có, hơi thở mình phải đủ, mình phải mở được. Các bạn để ý mình hát mình mở cái phần hơi thở bên trong rất là tốt. Rồi bắt đầu khi mình đó, mình lên head voice xong rồi mình chuyển qua mid voice thì mình chuyển, mình đẩy cho cái phần mặt nạ của mình nó có cảm giác, thì mình để treo được những cái nốt cao như vậy. Các bạn để ý lại thêm một lần nữa nha. Chợt về giữa sương mơ, lại hoài anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sợ ai biết, cứ mong chờ. Cái này mình đang đưa ra mid voice nè. Không, hồi nãy là chợt về giữa, đó là lúc đó là nó chuyển từ head, từ chest voice lên head voice rất là nhiều ha. Chợt về giữa sương mơ, đó là nó lên head voice
Xong rồi những cái đoạn mà nó cần giữ chắc âm thanh là nó sẽ ra mid voice. À, ngày nào vẫn hoang sợ ai biết. Đó là mid voice đó. Ai biết là nó chuyển sang cái phần mặt nạ của mình. Ai biết cứ mong chờ. Đây mid voice, mid voice. Rồi khi bóng đêm tàn, hoang mang sự lấy. Đó mid voice nha. Hoang mang sự lấy, giấc mơ đang tan dần. Khi anh mid voice, khi anh. Rồi độ nén, độ căng của hơi thở phải thật là chắc chắn. Dễ bị rung lắm. Phút đó là cực kỳ là dễ bị rung ha. Lang thang một mình bơ vơ, tìm nơi nhớ mơ hồ. Đó, lên những cái nốt cao ở phần điệp khúc là các bạn sử dụng head voice mà mid voice rất là nhiều. Và để mà lên được như vậy mà để chắc chắn là phần chest voice mình bắt đầu mình sẽ giảm lại, hơi mình đẩy lên. Và cái đó mình có hướng dẫn cho các bạn về giọng pha, giọng mid voice rồi đó, cứ tập lại nha. Mình sẽ để clean ở đâu đây nè, bên đây bên trên, nói chung là để đâu đó. À, thì các bạn nhấp vào trong đó xem về cái phần giọng pha và tập luyện kỹ hơn. Có lợi, cực kỳ có lợi trong việc hát bài này. Nếu mà không biết giọng pha, giọng mid voice thì các bạn sẽ là một sự khó khăn trong việc hát cái khúc này. Rồi, đó là điệp khúc thứ nhất. Lên điệp khúc thứ hai. À, điệp khúc thứ hai là mình lên tông. Lên tông thì cái nốt cao nó lên tới rê gián, có thể mà gọi là đô thăng. À, thì cái nốt đó là nó cực kỳ cao rồi. Nó gọi là tông nữ đó. Thường thường là tông nữ sẽ hát cái tông đó. À, cái tông đó nó gọi với tông nữ bình thường ha. À, là giọng nam mà lên tới tông nữ là thuộc dạng gọi là quá quải rồi. Hát rất là quải, tại vì nam thì nó có xu hướng là càng lớn thì giọng nam càng phát triển, là giọng nam sẽ đi xuống trầm hơn giọng tông nữ. Đây là cái vấn đề mà các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đặng lên tông. Thì cũng như vậy luôn, cũng không khó khăn gì hết nếu mà các bạn có được cái kỹ thuật quan trọng, như ba cái kỹ thuật mà mình nói, chủ yếu là hơi của mình, cái sức bật của hơi của mình là phải có. Thứ hai là các bạn phải tập, phải mở cho được cái phần head voice của mình thật là tốt để treo những nốt cao. Rồi tiếp theo để cho âm thanh của bạn chắc và căng và nét và hay nhiều cảm xúc thì các bạn phải có thêm cái mid voice vào trong đó. Thì các bạn phải tập luyện dần dần thì mình sẽ có những cái video chia sẻ kỹ lưỡng hơn phần mid voice và phần head voice và phần... hoặc là các bạn có những câu hỏi nào thì các bạn hướng dẫn thêm. Và sau đây là mình các bạn đặt câu hỏi comment bên dưới nha, nhớ đặt câu hỏi thật là nhiều, thật là hay, thì mình sẽ trả lời cho các bạn biết, chứ các bạn không đặt câu hỏi là mình sẽ không biết được trả lời đấy. Ok, và tiếp theo mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật này để mình cho cái đoạn lên tông, chứng minh cho các bạn thấy là mình hát được thì các bạn cũng hát được. Trần về rồi, chuẩn bị nha. Vô hai rồi, cuối cùng cũng mò được cái tông mà mệt quá thác mà thôi. Trần về giữa sương mơ, loay hoay anh ngỡ như đang mơ em. Ok, mở cái khoảng vang head voice ra, mở lên loay hoay anh ngỡ. Lúc này mình đẩy cái head voice nè, mình đẩy nó ra phía sau nhiều, nó chưa lên mid voice đâu. Đấy, lời hoài anh như đang mơ em. Đó, bắt đầu mới lên mid voice nè. Em nhẹ nhàng mid voice đặt ha, phần mặt nè. Là hết nè. Em ngày nào vẫn hoang sợ, ai biết cứ mong chờ. Ok, đó mid voice kết hợp rất tốt. Rồi khi bóng đêm tàn, hoang mang sự lấy, giấc mơ đang tan dần, giấc mơ đang tan dần khi anh. Đó mid voice, mơ đang tan dần khi anh lang thang một mình bơ vơ. Đời lang thang một mình bơ vơ, chuyển sang head voice nha, để cho nó đỡ bị căng thẳng, nó căng quá nó cũng không tốt, phải không? Cái nó phải dịu lại. Lang thang một mình bơ vơ, một mình bơ vơ. Rồi mình chuyển lại nè, tim nói nhớ. Mình lùi ra phía sau để mình lấy đà, mình đẩy lên phía trước. Tim nói nhớ mơ hồ.
lang thang một mình bơ vơ tìm nỗi nhớ mơ hồ. Ok đó, thì âm thanh lúc nào cũng vậy, trong một bài hát mình phải linh hoạt giữa chest voice, head voice và mid voice liên hợp, chứ không phải lúc nào mình cũng mid voice từ đầu tới cuối thì lúc đó nó sẽ căng và rất là mệt mỏi và cái người nghe mình cũng thấy mệt nữa đó. Thì các bạn tập luyện phải nắm vững những kỹ thuật hơi thở, là lực hát là phải có, và thứ hai là mình phải biết thông minh trong cái việc gọi là mở các khoảng vang để âm thanh nó lên head voice, nó lên mid voice và giọng hát chest voice của mình nó thư giãn để nó không bị nặng và quá căng thẳng đó. Như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ hát được ca khúc Mơ Hồ này một cách hay nhất, điêu luyện nhất, và phải tập luyện nhiều. Tại vì có thể là các bạn chưa quen, các bạn phải mất sức đấy, thời gian đầu các bạn hơi, các bạn sẽ rất là mệt, phổi các bạn, bụng các bạn bắt đầu nó đuối dần bởi vì không quen cách làm việc hơi thở như vậy. Không quen cách mở khoảng vang như vậy. Nhưng rồi từ từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng thì các bạn sẽ bắt đầu quen dần. Và lúc đầu các bạn sẽ thấy rất thấy thoải mái, giống như là mình hát những cái nốt cao như vậy. Ok, chúc các bạn thành công trong bài hát Mơ Hồ của mình với video chia sẻ này. Rồi các bạn nào có những cái thắc mắc, những cái bài hát khác muốn được hướng dẫn thì các bạn cũng cứ comment bên dưới và mình sẽ làm video hướng dẫn chia sẻ cho các bạn. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại với những video tiếp theo nha. Bye bye.